Chiều ngày 22 tháng 4, Việt Nam có thêm 4 ca nhập cảnh mắc viêm phổi Vũ Hán. Bộ trưởng Y tế Việt Nam chia sẻ với Campuchia hai bài học chống Covid-19. Campuchia phát hiện 446 ca mắc mới. Campuchia bắt tướng giúp 28 người Trung Quốc trốn phong tỏa Covid-19. Thái Lan ghi nhận 7 ca tử vong trong 24 giờ. Vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán, ông Duterte không dự thượng đỉnh ASEAN về khủng hoảng Myanmar. Số ca mắc và tử vong do viêm phổi vũ hán tăng cao chưa từng thấy tại Ấn Độ. Bất kỳ loại vaccine viêm phổi vũ hán nào do bán trên mạng đều là giả. Châu Âu sẵn sàng bắt đầu sử dụng vaccine COVID-19 của Johnson Johnson. Hình mẫu chống dịch, Australia và New Zealand chật vật tiêm phòng COVID-19. Thử nghiệm giai đoạn 3 bộc lộ hiệu quả kém của vaccine Trung Quốc Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Covid-19 mới nhất ngày 23 tháng 4 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế Việt Nam, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 22 tháng 4, Việt Nam có thêm 4 ca mắc viêm phổi vũ hán mới, đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam có tổng cộng 1.570 ca mắc viêm phổi vũ hán do lây nhiễm ở trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 910 ca. Thông tin các ca mắc mới, 4 ca mắc mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Yên. Cụ thể, các bệnh số 2813 ghi nhận tại thành phố Hà Nội, là bệnh nhân nam 23 tuổi là công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Ngày 17 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân từ Singapore nhập cảnh về sân bay nội bài trên chuyến bay BL116 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 21 tháng 4 năm 2021 dương tính với virus viêm phổi vô hán. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Các bệnh số 2814, ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng, là bệnh nhân nữ 56 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Các bệnh 2815, ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng, là bệnh nhân nam 37 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 21 tháng 4 năm 2021, hai bệnh nhân 2814 và 2815 từ Nga nhập cảnh về sân bay quốc tế Đà Nẵng trên chuyến bay VN5062 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 21 tháng 4 năm 2021 dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán. Hiện các bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện phổi Đà Nẵng. Các bệnh 2816 ghi nhận tại tỉnh Phú Yên là bệnh nhân nam 27 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Ngày 16 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh về sân bay quốc tế Cam Ranh trên chuyến bay VN5313 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Phú Yên. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 22 tháng 4 năm 2021 dương tính với virus cúm Vũ Hán. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe và cách ly là 39.191 người. Họp trực tuyến với Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bun Cheng vào sáng ngày 22 tháng 4, Bộ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long chia sẻ kinh nghiệm chống dịch và cho biết sẽ cử các chuyên gia sang hỗ trợ nếu cần. Một trong những bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng chống dịch là huy động toàn bộ hệ thống chính trị và người dân tham gia phòng chống dịch. Bộ trưởng Long nói với người đồng cấp ở Campuchia. Bộ trưởng Long nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kết nối tất cả cơ sở tham gia điều trị bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán để có thể trao đổi, thảo luận và hội trần cho các ca bệnh khó. Hội trần từ xa là bài học rất hiệu quả, thành công đối với Việt Nam trong đợt dịch lần 1 và lần 2. Trong đợt dịch lần thứ 3 liên quan ở Hải Dương, có nhiều bệnh nhân nặng, nhưng chúng tôi đã điều trị thành công, không có trường hợp nào tử vong, ông Long nói. Đợt dịch lần 1 tại Việt Nam xảy ra vào tháng 1 tháng 2 năm ngoái với tâm điểm là Vĩnh Phúc. Đợt dịch thứ hai liên quan đến Đà Nẵng vào tháng 7 và tháng 8 năm 2020. Đợt dịch lần thứ ba liên quan tới Hải Dương, Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh vào đầu năm nay. Ông Long cho biết, sẵn sàng hỗ trợ Campuchia chống dịch, kết nối các cơ sở điều trị viêm phổi Vũ Hán của hai nước để các chuyên gia trao đổi, hội trần hiệu quả nhất. Việt Nam cũng sẵn sàng cử các chuyên gia, bác sĩ sang hỗ trợ Campuchia nếu có yêu cầu. Đợt này, Việt Nam hỗ trợ Campuchia 800 máy thở, 2 triệu khẩu trang y tế, 300.000 khẩu trang N95 và các trang thiết bị y tế khác. Đây là hỗ trợ lớn nhất của Việt Nam cho các nước phục vụ công tác phòng chống dịch viêm phổi Vũ án từ trước tới nay, theo ông Long. Ông Long mong muốn người đứng đầu ngành y tế Campuchia tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác chống dịch, đặc biệt là tại các tỉnh có đường biên giới với Việt Nam. Hiện nay, tình hình nhập cảnh trái phép diễn ra rất phức tạp ở khu vực này. Theo Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, viêm phổi vụ án diễn biến rất nghiêm trọng tại Campuchia. Trong 3 tháng đầu năm, nước này ghi nhận gần 7.000 ca nhiễm, trong khi cả năm 2020 chỉ có hơn 400 ca. Thủ đô Phnom Penh và thành phố Takamau lân cận đang bị phong tỏa. Bộ Y tế Campuchia ngày 22 tháng 4 phát hiện thêm 446 ca mắc mới viêm phổi Vũ án, chủ yếu ở thủ đô Phnom Penh và tỉnh Priya Sihanouk. Riêng Phnom Penh có tới 331 ca nhiễm mới, trong đó tập trung chủ yếu trên địa bàn hai quận Mien Chay và Po Sen Chay, nơi có đông công nhân may mặc sinh sống. Ngoài ra, số ca mắc mới còn do lây nhiễm từ các chợ tại trung tâm thủ đô. Riêng ở tỉnh Pria Sihanouk, trong số 82 ca lây nhiễm mới, chủ yếu liên quan đến chợ Phở Sa Đã có gần 30 chợ lớn nhỏ ở Campuchia phải đóng cửa do lây nhiễm viêm phổi vũ phổ Hán, phần lớn tập trung ở thủ đô Phnom Penh. Hiện tại, chính phủ Campuchia đang tập trung toàn lực để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Một tướng hai sao của Campuchia đã bị bắt giữ với cáo buộc dính líu tới vụ đưa 28 người Trung Quốc trốn lệnh phong tỏa COVID-19 ở thủ đô Phnom Penh. Khmer Times đưa tin, tướng Vong Pisen, tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia, đã gửi thư đề nghị chính quyền tỉnh Svay Rieng có hành động với tướng hai sao Sumpov, phó trưởng ban nghiên cứu chiến lược quân sự. Ông Sumpov, Bị cáo buộc dính líu tới vụ đưa 28 người Trung Quốc di chuyển từ Phnom Penh tới Svay Rieng. Theo báo Khmer Times, ông Sumpov trước đó nhận được chỉ thị từ ông Meas Vanna, trưởng ban nghiên cứu chiến lược quân sự, về việc đi công tác Phnom Penh và các tỉnh từ ngày 1 tháng 4 tới ngày 30 tháng 5. Tuy nhiên, tướng hai sao trên đã tận dụng cơ hội này để đưa trái phép 28 người Trung Quốc từ Phnom Penh tới Svay Rieng, hành động vi phạm lệnh phong tỏa mà thủ đô của Campuchia đang áp dụng để đẩy lùi làn sóng lây nhiễm của viêm phổi Vũ Hán. Hiện cả ông Supo và 28 công dân Trung Quốc đều đang bị thẩm vấn tại cơ quan cảnh sát Svay riêng. Đợt bùng dịch mới ở Campuchia bắt đầu từ tháng 2 sau vụ việc 4 người Trung Quốc mắc viêm phổi Vũ Hán đút lót cho bảo vệ một cơ sở cách ly để trốn ra ngoài và di chuyển tới nhiều địa điểm. Từ đó tới nay, Campuchia bắt đầu ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày gia tăng nhanh chóng. Cá biệt có những ngày lên tới hơn 600 ca mới trên 24 giờ, cao hơn toàn bộ số ca ghi nhận trong cả năm 2020 cộng lại một số quan chức cấp cao của Campuchia đã thiệt mạng vì dịch bệnh, bao gồm quốc vụ khanh bộ thông tin Campuchia Mao Aouth và phó cục trưởng bộ giao thông Uy Sovannarith. Hồi giữa tháng, thủ tướng Campuchia Hun Sen cho rằng hiện tại là thời điểm quan trọng trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch viêm phổi vũ hán, trong bối cảnh nước này đang trên bờ vực sinh tử vì viêm phổi vũ hán. Thái Lan ghi nhận 7 ca tử vong trong 24 giờ, đây là số ca tử vong theo ngày cao nhất kể từ khi đại dịch xuất hiện ở Thái Lan hồi đầu năm ngoái. Nước này ghi nhận thêm 1.470 ca mắc mới viêm phổi vô hán, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 48.000 ca. Trước tình hình này, chính phủ Thái Lan đã quyết định áp dụng một loạt biện pháp phòng dịch mới. Theo đó, tại những vùng có cảnh báo đỏ về viêm phổi vô hán, các trường học và cơ sở giáo dục sẽ chỉ được phép dạy học trực tuyến. Các quán bar, cửa hàng massage, tiệm karaoke sẽ phải đóng cửa. Việc bán đồ uống có cồn tại các nhà hàng bị cấm. Tất cả những buổi tiệc hoặc tụ tập đông người đều phải hủy hoặc hoãn trong khi những hoạt động liên quan đến hơn 50 người đều phải xin phép từ trước. Các biện pháp này có hiệu lực đến ngày 2 tháng 5, trước khi tình hình được đánh giá và các biện pháp mới được xem xét. Nhà chức trách các địa phương cũng khuyến cáo người dân tránh rời khỏi nhà và làm việc tại nhà càng nhiều càng tốt. Tổng thống Philippines Duterte không tham dự cuộc họp thượng đỉnh ASEAN sắp tới tại Indonesia, song khẳng định ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch do Tổng thư ký ASEAN và Chủ tịch Luân phiên Brunei đưa ra về việc xử lý cuộc khủng hoảng hiện nay ở Myanmar. Trước thêm hội nghị của các quốc gia Đông Nam Á ASEAN được tổ chức trực tiếp tại thủ đô Jakarta, Indonesia về vấn đề Myanmar, Bộ Ngoại giao Philippines ngày 22 tháng 4 ra thông báo xác nhận Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ không dự cuộc họp này do tình hình dịch bệnh viêm phủ phổ án diễn biến phức tạp trong nước. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theodore Roxin sẽ đại diện cho ông Duterte tham dự. Thông báo cho biết ngay cả khi không có sự tham dự đầy đủ của tất cả các lãnh đạo ASEAN, Philippines vẫn ủng hộ mạnh mẽ hội nghị, Cụ thể là ủng hộ kế hoạch do Tổng thư ký ASEAN và Chủ tịch luân phiên Brunei đưa ra về việc xử lý cuộc khủng hoảng hiện nay ở Myanmar. Theo báo cáo vào ngày 22 tháng 4 của Bộ Y tế Ấn Độ, nước này đã ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 trong một ngày đều tăng cao chưa từng thấy kể từ khi đại dịch bùng phát. Trong 24 giờ qua, quốc gia Nam Á này ghi nhận 314.835 ca nhiễm và 2.104 ca tử vong. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, Ấn Độ có tổng cộng 15.930.965 ca nhiễm và 184.657 ca tử vong do viêm phổi Vũ Hán. Đây là ngày đầu tiên Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới vượt 300.000 ca một ngày. Sau chuỗi 8 ngày liên tiếp, nước này có số ca nhiễm mới trên 200.000 ca một ngày. Đây cũng là ngày thứ hai liên tiếp, số ca tử vong vượt 2.000 ca một ngày. Điều này phản ánh tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Ấn Độ đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Đặt hệ thống y tế của nước này trước nhiều thách thức khi số bệnh nhân nhập viện điều trị tăng, thiếu thốn nghiêm trọng trang thiết bị và vật tư y tế hỗ trợ cứu chữa bệnh nhân viêm phổi vô hán. Trước đó, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bác bỏ khả năng nước này ban bố lệnh phong tỏa và khẳng định đây là lựa chọn sau cùng để ứng phó với đại dịch. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều chuyên gia y tế cho rằng chính phủ cần ban bố lệnh phong tỏa trong 15 ngày để có thể khống chế dịch bệnh lây lan. Trong khi đó, càng có nhiều ý kiến cho rằng dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Ấn Độ diễn biến nghiêm trọng hiện nay là do sự lây lan của các biến thể viêm phổi Vũ Hán và sự lơ là của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng dịch sau khi làn sóng dịch thứ nhất lắng xuống. Trong bối cảnh đó, chính phủ Australia vào ngày 22 tháng 4 thông báo nước này sẽ cắt giảm 30% các chuyến bay thẳng nối Ấn Độ tới Sydney cũng như một số điểm nóng của dịch bệnh trên thế giới hiện nay để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm. Mỹ, Mexico và nhiều quốc gia đã gỡ hàng chục trang web bán vaccine COVID-19 giả. Các chuyên gia cảnh báo, bất kỳ loại vaccine COVID-19 nào giao bán trên mạng đều là giả. Các chuyên gia cho biết, người dân có thể dễ dàng phân biệt vaccine thật và giả mạo. Vaccine hợp pháp hiện chỉ được bán cho chính phủ, triển khai tại các điểm tiêm chủng theo quy định. Do đó, vaccine được giao bán đều là giả mạo và có khả năng gây hại cho sức khỏe người dùng. Trung Quốc và Nam Phi hồi tháng trước đã thu giữ hàng nghìn liều vaccine COVID-19 giả, bắt giữ hàng chục người có liên quan. Mexico cũng đang điều tra lô hàng khoảng 6.000 liều Sputnik V không rõ nguồn gốc từ một máy bay tư nhân đến Honduras vào tháng 3. Trong nhiều tháng, Trung tâm Điều phối Quyền sở hữu trí tuệ quốc gia IPA thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã điều tra các vụ lừa đảo liên quan đến dịch viêm phổi vô hán toàn cầu. Cơ quan thu hồi các lô khẩu trang, đồ bảo hộ và nhiều sản phẩm kém chất lượng trị giá 48 triệu đô la. Kể từ mùa thu năm ngoái, điều tra viên tập trung hơn vào vaccine viêm phổi vô hán, xử lý các vụ lừa đảo trực tuyến họ đã xóa 30 trang web và thu giữ 74 tên miền bất hợp pháp. Đến nay, Mỹ chưa phát hiện vaccine giả, nhưng nguồn cung hạn chế và nhu cầu cao khiến nhiều người tìm cách tiêm chủng bên ngoài địa điểm chính thức, đặc biệt là ở Mexico và Brazil, nơi dịch bệnh còn hết sức căng thẳng. Tại Mexico, khoảng 80 người đã được tiêm vaccine tại một phòng khám với giá 1.000 đô la một liều. Tiến sĩ Manuel de la người đứng đầu cơ quan y tế bang Nuevo Leon, cho biết các lọ vaccine được tìm thấy trong một tủ lạnh đựng bia, sai hạn sử dụng, số hiệu khác với lô hàng được gửi đến bang dù vỏ ghi là vaccine của Pfizer. Đến nay, chưa có trường hợp nào trong số được tiêm hai loại vaccine này ghi nhận triệu chứng bất thường. Giá gốc của vaccine Pfizer là 39 đô la một liều hai mũi tiêm. Tại Mexico, vaccine được tiêm miễn phí cho nhóm ưu tiên. Nhà chức trách Ba Lan cũng vừa thu giữ một lượng vaccine giả mạo tại căn hộ của một người đàn ông. Chất bên trong có thể là thuốc điều trị nếp nhăn. Đại diện Pfizer cho biết vaccine chưa được tiêm cho bất cứ ai. Vụ việc tương tự xảy ra hồi tháng 1, Pfizer phát hiện lô vaccine giả từ một căn hộ ở Ba Lan. Hãng đã tiến hành thử nghiệm chất lỏng trong lọ, nhận thấy chúng thiếu các thành phần quan trọng cấu tạo nên vaccine, thay vào đó là axit hyaluronic có trong sản phẩm làm căng da. Người đàn ông ở căn hộ này đã bị bắt giữ và buộc tội lừa đảo. Ở Việt Nam, Bộ Y tế đã nhiều lần cảnh báo tình trạng vaccine viêm phổi vô hán giả mạo. Tuần trước, Bộ Y tế Việt Nam cho biết xuất hiện bộ hồ sơ xin nhập khẩu vaccine viêm phổi vô hán của Moderna có dấu hiệu giả mạo. Trên thực tế, Bộ Y tế chỉ mới nhận được văn bản đề nghị tìm kiếm nguồn cung từ Moderna của một doanh nghiệp dược phẩm nhà nước. Vào hôm thứ Tư ngày 21 tháng 4, các quốc gia châu Âu đã chuẩn bị để bắt đầu sử dụng vaccine viêm phổ ván của Johnson Johnson và tăng tốc chiến dịch tiêm chủng của mình sau khi cơ quan quản lý dược phẩm của châu Âu ủng hộ loại vaccine này và việc giao hàng đã bắt đầu tiến hành. Bộ Y tế Đức cho biết họ sẽ sớm bắt đầu giao vaccine đến các bang để sử dụng trong các trung tâm tiêm chủng, và các bác sĩ gia đình nên tiếp tục sử dụng loại vaccine này kể từ thứ Tư ngày 21 tháng 4, trong khi Pháp sẽ nhận vaccine từ tuần sau. Hà Lan lên kế hoạch bắt đầu sử dụng vaccine này vào tuần tới. Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu ECDC, tính đến hôm thứ Tư ngày 21 tháng 4, mới chỉ có hơn 320.000 liều vaccine Johnson Johnson được giao đến 10 quốc gia trong khu vực kinh tế châu Âu EEA gồm 30 thành viên. Ba Lan và Hà Lan đã chiếm phần lớn lô hàng này với số lượng lần lượt là 117.600 liều và 79.200 liều. Đó chỉ là một phần rất nhỏ so với 134 triệu liều vaccine viêm phổi ván khác đã được giao kể từ khi bắt đầu triển khai gần 4 tháng trước, cũng như so với những lô hàng lớn hơn của vaccine Pfizer-BioNTech được giao trong thời gian đó. Tuy nhiên, việc xuất hiện của loại vaccine thứ tư được cấp phép sử dụng tại châu Âu mang lại hy vọng Do đó, các chính phủ châu Âu đang tranh giành để sớm nhận được vaccine này sau khi khởi đầu tệ hại do những vấn đề sản xuất và lo sợ về độ an toàn. Khu vực này cũng đang chật vật với sự gia tăng đột biến các ca nhiễm bệnh, khiến một số quốc gia phải áp đặt lại các biện pháp phong tỏa. Johnson Johnson sẽ cung cấp 55 triệu liều vaccine cho châu Âu cho đến cuối tháng 6. Các sự kiện mới này diễn ra sau khi cơ quan dược phẩm châu Âu EMA cho biết vào hôm thứ Ba ngày 20 tháng 4 rằng họ đã tìm thấy mối liên hệ có thể có giữa vaccine Johnson Johnson và các vấn đề đông máu hiếm gặp ở người lớn sau khi tiêm loại vaccine này tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cơ quan này nói rằng lợi ích của loại vaccine một liều vượt trội hơn so với rủi ro của nó. Vào hôm thứ Ba ngày 20 tháng 4, Johnson Johnson cho biết họ sẽ tiếp tục trở lại việc giao các lô hàng sau tin tức của EMA, nhưng không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về thời gian giao hàng. Johnson Johnson đã tạm dừng việc giao hàng vào hôm thứ Ba tuần trước, ngày 13 tháng 4, chỉ sau vài ngày triển khai tại EU, sau khi các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ và EU tiến hành cuộc điều tra về vấn đề các cục máu đông hiếm gặp ở não, cùng với số lượng tiểu cầu trong máu thấp, đã được báo cáo ở 6 phụ nữ sau khi tiêm loại vaccine này. Rất ít vaccine này được phân phối tại EU trước khi việc giao hàng bị đình chỉ. Mặc dù EMA cho biết họ coi vaccine này là an toàn, nhưng họ vẫn để các nước thành viên của Liên minh châu Âu quyết định cách sử dụng nó. Cơ quan này cũng có quan điểm tương tự đối với vaccine của AstraZeneca. Các chuyên gia đã cảnh báo rằng, việc giám sát kỹ lưỡng đối với vaccine AstraZeneca và hiện tại là vaccine Johnson Johnson có thể làm công chúng mất niềm tin vào vaccine, mặc dù trường hợp đông máu là cực kỳ hiếm gặp. Bộ Y tế Ý khuyến cáo nên sử dụng vaccine Johnson Johnson cho những người trên 60 tuổi. Tại Đức, Hiện vẫn chưa rõ liệu các cơ quan quản lý có giới hạn việc sử dụng vaccine Johnson Johnson cho một nhóm tuổi nhất định hay không, như họ đã từng làm với vaccine của AstraZeneca khi Ủy ban vaccine của nước này đã khuyến nghị sử dụng cho những người từ 60 tuổi trở lên. Ủy ban này có tên là STIKO, họp vào hôm thứ Năm ngày 22 tháng 4. Cơ quan phụ trách y tế của Đan Mạch dự kiến sẽ công bố quyết định vào tuần tới về cách thức tiến hành, trong khi chờ kết quả của các cuộc điều tra thêm về mối liên hệ có thể có giữa vaccine này với các cục máu đông hiếm gặp. Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ sẽ quyết định vào cuối tuần này liệu có nên bắt đầu lại việc sử dụng vaccine này hay không. Gần 8 triệu người ở Hoa Kỳ đã được tiêm vaccine Johnson Johnson. Johnson Johnson cho biết họ đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý và lưu ý rằng không có quan hệ nhân quả rõ ràng nào được thiết lập giữa các trường hợp đông máu và vaccine của họ. Chiến dịch triển khai vaccine dè dặt của Australia đang làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Thực trạng tương tự cũng đang xảy ra tại New Zealand khi chiến lược tiêm chủng của nước này bị đánh giá là yếu kém. Theo trang The Guardian của Anh, Australia và New Zealand từng được coi là những hình mẫu chống dịch thành công trên thế giới khi đã kiểm soát được sự bùng phát của virus viêm phổi Vũ Hán và số ca tử vong thấp trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán vẫn càn quét ở nhiều nơi trên thế giới. Cuộc sống thường ngày của người dân ở các thành phố Sydney, Australia và Auckland của New Zealand phần lớn đã trở lại bình thường như trước đại dịch. Các nhà hàng đông đúc, dạp hát đã mở cửa trở lại, văn phòng trở nên bận rộn và thậm chí nhiều người đã từ bỏ đeo khẩu trang. Hoạt động đi lại quốc tế cũng đã trở thành hiện thực nhờ bong bóng du lịch xuyên Tasman mới, một hành lang du lịch song phương không cần cách ly giữa hai quốc gia láng giềng này. Dù đã giành chiến thắng trong cuộc chiến chống đại dịch viêm phổi Hán trong năm qua, nhưng xứ sở Kangaroo và xứ sở Kiwi hiện đang phải vật lộn với một cuộc khủng hoảng mới, đó là chiến dịch triển khai vaccine tốc độ phân phối vaccine chậm chạp của Australia do hàng loạt sai lầm của chính phủ và nguồn cung nước ngoài chậm chế đã khiến hoạt động đi lại quốc tế không thể trở lại như bình thường cho đến năm 2024. Trong khi đó, New Zealand, quốc gia bắt đầu tiêm chủng từ tháng 2, cho đến nay mới chỉ tiêm liều vaccine đầu tiên cho 4,5% dân số đủ tiêu chuẩn. Trái lại, Mỹ và Anh, những quốc gia từng bị chỉ trích về cách tiếp cận với đại dịch, lần lượt đã tiêm mũi tiêm vaccine đầu tiên cho 50% và 60% dân số. Tại Mỹ, đã có 131,2 triệu dân được tiêm mũi vaccine đầu tiên. Còn ở Anh, con số này lên đến 32 triệu người. Dù có dân số ít hơn và hệ thống y tế không phải chịu áp lực từ việc điều trị các ca viêm phổi vỡ hán, nhưng vaccine vẫn là chiếc chìa khóa rất quan trọng đối với cả Australia và New Zealand. Hiệu quả của vaccine viêm phổi vỡ hán của Trung Quốc không cao và cần có thêm một vài cải thiện. Đây không phải là đánh giá của những người phê phán Bắc Kinh, mà là của chính ông Cao Phúc, người được mệnh danh là Ngài Covid-19 của Trung Quốc. Tuyên bố không được lòng dưới lãnh đạo Bắc Kinh này dĩ nhiên đã bị chế độ kiểm duyệt ngay sau đó, và quần máy tuyên truyền được tận dụng để giải thích rằng phát biểu của nhà khoa học đã bị hiểu sai. Thế nhưng rõ ràng là không ai hiểu sai lời của ông Cao Phúc cả. Bắc Kinh vẫn từ chối công bố dữ liệu thử nghiệm. Vào lúc Bắc Kinh tiếp tục khẳng định rằng hai loại vaccine Sinovac và Sinopharm của họ hiệu quả đến 79%, nhưng vẫn từ chối công bố kết quả các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tiến hành trên hàng chục ngàn người. Một số nghiên cứu về hiệu quả của hai loại vaccine này tại những nước đã nhập khẩu vaccine của Trung Quốc đều đã đi đến kết luận giống như ông Cao Phúc, tức là vaccine Trung Quốc kém hiệu quả hơn các loại của phương Tây. Đối với tuần báo Anh The Economist vào ngày 15 tháng 4 năm 2021, so sánh với các loại vaccine khác hiện có trên thị trường từ Pfizer, Moderna cho đến AstraZeneca, Johnson Johnson, thậm chí cả Sputnik V của Nga, một số kết quả thử nghiệm mới nhất có được về vaccine CoronaVac của hãng Trung Quốc Sinovac BioNTech cho thấy một hiệu quả kém cỏi. Hiệu quả phòng bệnh kém cỏi tại Brazil và Chile Tại Brazil, theo The Economist, kết quả thử nghiệm giai đoạn 3 được thực hiện trên các nhân viên y tế cho thấy hiệu quả chống nhiễm bệnh chỉ đạt tỷ lệ 50,7%, cao hơn một chút so với ngưỡng 50% của Tổ chức Y tế Thế giới đặt ra đối với vaccine COVID-19. Kết quả một thử nghiệm thực tế công bố một tuần trước đó, thậm chí còn tệ hại hơn, vaccine CoronaVax chỉ đạt hiệu quả 49,6% đối với các trường hợp COVID-19 có triệu chứng, và khi gộp cả các trường hợp không có triệu chứng, tỷ lệ còn giảm hẳn xuống mức 35,1%. Tại Chile, Quốc gia mà chương trình tiêm chủng chủ yếu dựa vào vaccine CoronaVac của Trung Quốc chiếm đến 93% số liều đã tiêm. Dịch bệnh đã bùng lên trở lại dữ dội trong những tuần lễ gần đây và một số nhà quan sát đã gắn liền tình trạng này với hiệu quả được ghi nhận là thấp của loại vaccine này. Trong một nghiên cứu thực tế hiện trường, công bố vào ngày 6 tháng 4 năm 2021, Đại học Chile ghi nhận vaccine Trung Quốc chỉ đạt hiệu quả 56,5% sau 2 tuần từ liều thứ hai, thấp hơn rất nhiều so với vaccine Pfizer Đáng ngại hơn là nếu chỉ tiêm một liều vaccine Trung Quốc thì hiệu quả bảo vệ chỉ vỏn vẹn 3%, nghĩa là gần như vô dụng. Trong khi đó, hiệu quả của các loại vaccine khác được thấy sau các cuộc thử nghiệm giai đoạn 3 đều cao hơn nhiều, từ trên 60% đối với AstraZeneca cho đến 94% trong trường hợp của Pfizer được xác nhận trong một nghiên cứu trên bình diện rộng của Israel công bố vào ngày 24 tháng 2 năm 2021. Về WHO, vaccine Trung Quốc an toàn và có hiệu quả nhất định khi công khai thừa nhận ngày 10 tháng 4 vừa qua, trước khi tìm cách cải chính là vaccine Trung Quốc kém hiệu quả, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC Trung Quốc Cao Phúc chắc chắn là đã biết đến những kết quả thử nghiệm và nghiên cứu thực địa kể trên. Cho dù vậy, Tổ chức Y tế Thế giới ngày 31 tháng 3, cả hai loại vaccine của Sinovac và Sinopharm đều an toàn và hiệu nghiệm đối với các trường hợp COVID-19 có triệu chứng và khả năng cấp phép chính thức cho hai sản phẩm này đã được đặt ra. Về trường hợp vaccine Sinovac, The Economist ghi nhận một trường hợp giảm khinh, nghĩa là kết quả kém cỏi của loại vaccine này đã được ghi nhận chủ yếu là tại Brazil, nơi hoành hành của một loại biến thể đặc biệt hung hăng, có khả năng vượt qua rào cản của thuốc chủng ngừa. Trái với trường hợp của Brazil, kết quả sơ bộ từ các thử nghiệm giai đoạn 3 tại Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy tỷ lệ hiệu quả là 83,5%. Các thử nghiệm giai đoạn 3 tương tự cũng đang được tiến hành ở Chile, Indonesia và Philippines. Mặc dù Coronavax có kết quả kém cỏi trong việc ngăn chặn sự lây nhiễm. Vaccine này tương tự như các đối thủ cạnh tranh, dường như vẫn cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể, chống lại bệnh nặng và tử vong. Trong thử nghiệm giai đoạn 3 ở Brazil, chẳng hạn gần 4% những người tham gia không được tiêm vaccine đã bị nhiễm bệnh nặng trong khi trong nhóm những người đã được tiêm chủng không có trường hợp nặng nào dẫu sao theo elfinity một công ty phân tích khoa học có trụ sở tại London, bất chấp việc hiệu quả còn trong vòng tranh cãi, hãng Trung Quốc Sinovac hiện đã xuất khẩu được khoảng 120 triệu liều vaccine viêm phổi vũ án đến 19 quốc gia khác nhau, chủ yếu đến Brazil, Chile và thổ Nhĩ Kỳ. Tại Châu Á, khách hàng lớn nhất của vaccine Trung Quốc là Indonesia và xa phía sau là Hồng Kông, Campuchia, Thái Lan, Philippines và Malaysia. Thưa quý vị, bản tin Covid-19 mới nhất ngày 23 tháng 4 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị mọi điều tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.